điện thoại iPad của các bác đúng không? Còn cái này là cái này không phải tôi mua mà đây người ta cấp cho tôi theo quả súng luôn. À có gì trong chiều súng súng này điện thì trên súng như này cho cái điện thoại ơ cười nhỉ. Cười cái gì? Nên mình nó phải chết cái tin nhiệm vụ này chứ. Chỉnh cái xuất trình cái không có cười. Như tớ đi đã. Trước mắt em phải công nhận cái lỗi của em nó phải đầy đủ. Tên là gì nhỉ? Đầy đủ hết rồi. Tên là gì nhỉ? Em tên là gì tí nó bác biết. Thằng này đang làm việc với anh. Bây giờ ai làm việc với em là người cuối cùng. Hả? Thì anh làm việc với em. Sao anh làm việc với anh ra đây. Anh ra đây anh làm đây, việc anh với em. Đây anh đứng đây làm việc với em. Bây giờ cái súng này nhá, em nói trước không... hết anh kiểm tra giấy tờ em đã. Còn nếu mà em đủ quyền công dân anh sẽ giải thích cho em từng tí một. Bây giờ anh làm việc với em bây trước. Bây giờ này của bọn anh như này anh này. Anh em đây chưa nhá. Làm việc với anh. Em làm việc với bác này. Rồi anh cứ okay. Nói chuyện đi. Thế bây giờ em nói cho anh biết cái súng kia nó bây không đầy này. Mà. Em ra em xuất trình giấy tờ đã, em đầy đủ quyền công dân anh như em làm việc với anh. Chung còn anh nhá, anh làm việc với em, anh có tên tuổi, có sao làm. Em không, em chưa cần nói cái về tên tuổi, em chưa cần phải biết, em chỉ cần thắc mắc mỗi cái thắc mắc anh sẽ giải thích cho, trước hết em xuất trình giấy tờ đã. Đấy cái súng kia tại sao nó lại không có điểm rằng, không có tọa độ đấy, nó phải theo tra cái iPad này bắt photo phát công bằng. Cười nào, cười nào. Trước hết em có xuất trình giấy tờ không? Em nói là bác không giải trình cho em đúng. Cười nào. Bác cứ giải thích đây đây không? Giải thích đây thôi. Cái này nó là cái này nghe một con anh là nó cấp cả cái này cả súng cả cái iPad luôn, nó chuyển về đây luôn. Em thắc mắc một cái là không phải thắc mắc súng bao giờ em nó chuyển về đây em ạ. Súng của các bác nó phải đầy đủ các cái đầy đủ hết về đây rồi. Đầy đủ trên iPad là sao em công nhận được cái iPad của các bác bằng cái bằng iPad xem hình ảnh của cái đúng không? Không đúng. Sao lại không đúng? Không đúng bởi vì ở trên cái súng nó không hiển thị nó không đúng. Cười nào. Mộc Châu cụ ơi. Ôi giời ơi. À, các cụ, bác Sang đâu nhở? Cho em xem hỏi cái máy này thế nào cái. Bác Sang ơi. Năm tám nha bác Sang. Tối lắm, chả thấy đâu. Chả nhắm động vào. Chơi khô máu luôn bác ơi. Bắn trực tiếp cậu ơi. Anh có quyền kiểm tra tất cả các loại phương tiện. Bắn trước. Còn anh chưa xử lý em là phải có chuyên đề đàng hoàng. Sao đây không có chuyên đề? Bọn anh đầy đủ hết. Chuyên đề các bác không có. Súng của bác có đầy đủ yếu tố không? Thì tốc độ có rồi, điểm trạng có rồi. Nhưng mà cả đội như kia không có ngày giờ không có thì làm sao? Sao không có? Gì bé ở đây hết rồi em ơi. Đấy nó lúc nào bọn anh rửa ảnh, bọn anh lúc nào có đầy đủ cho em. Nó là ở cái cục này này chứ không phải nó ở cái điện thoại này. Đây. Bắn trực tiếp cô ạ. Đứng tại chỗ bắn. Bắn trước. Sao bác công an kia bác lại cứ mày tao thế hả bác ơi? Bác mày tao bác cứ bình tĩnh đi, bác mày tao làm cái gì? Bác từ nãy giờ mà bác cứ xưng mày tao thế. Anh em nói chuyện đàng hoàng đi, làm sao mà cứ phải mày tao.
Bọn em đi từ Bắc vào Nam mà sợ gì mà cứ phải nói chuyện mày tao thế. Ai nói gì đây em? Ai nói gì đó? À, em lưu hết rồi đây. Sao lại bác lại bảo em đi ra chỗ khác là sao? Em cứ dịch ra chỗ khác. À đây đây, nhưng mà bác cứ làm đi chứ làm sao? Bác ấy bảo em lại đi ra chỗ khác. Ồ, cái biên bản này có dấu, cái biên bản của mình không có dấu. Cái biên bản. Trước hết em mấy em cứ xuất trình giấy tờ ra nhìn lên. Hôm kia bắt biên bản mình lại không có dấu. Biên bản đi xem cho các anh em trên tư vấn như nào. Có hút thuốc lào không? Không, em xin phép hút thuốc lào tí nhá. Em cứ hút đi. Ông hút xong làm việc đàng hoàng. Hút thoải mái đi. Sang đâu? Sang sang nát. Bác Sang đâu đây? Bác Sang ơi, Mộc Châu bác Sang ơi. À, đang hút thuốc lào à? Ui dồi ôi, không khác gì anh Nam bác Sang ạ. Bác đang ở đâu đây? Còn ở trạm không? À, đang đi làm việc tí. À đây à? À. Hôm ghé trạm chả thấy bác đâu, bảo đi tắm hay đi đâu đấy? Dạ. Bác tư vấn cho em tí. Bị sao? Súng. Vấn đề chính bị sao? Bị súng. Súng bắn chim. Súng bắn chim Mộc Châu Sơn La. Đúng rồi, Mộc Châu Sơn La bác ơi. Thì súng thì bắn thì bây giờ cứ bảo các anh cho xem hình ảnh, còn nếu không thì đến cứ ký vào đấy, tức là hôm nào lên lấy quyết định xử phạt thì yêu cầu cung cấp cái file ảnh gốc nhá. Có hình ảnh không? Hình ảnh chuyển vào iPad. Hả? Hình ảnh chuyển vào iPad. Sao? Chưa. Rồi để xem nào. Ờ, mà cái biên bản rồi, này bảo. Thấy có mà cái biên bản mà hôm trước em bị ấy lại chả thấy có dấu má gì bác sao? À, dấu má thì bây giờ nó là bình thường. Cái dấu má này khó có bây giờ họ có cái là cái thông tư riêng của họ, chưa cần cái đấy để móc đấy ra rất khó. Mấy giờ được không ơi? Chết không, dính ngay biên bản. Có làm gì thuốc nào không? Bao nhiêu cây? 58 bác ơi. 58 đến 50 thì mâm lỗi có 700.000. Lúc đầu em xuống em đừng chỉ đế cho bọn anh. Nhưng mà bác giải trình như em có đúng không? Ê, anh gửi cho em số anh Tuấn ấy, em liên hệ với Tuấn để tí nữa. Chắc là phải qua trưa để anh mới chủ động đón em được nhá. Ờ, xong rồi tí anh bàn phương án, nếu cần thiết thì nếu mà ấy thì tí anh gọi lại, gọi có gì thay đổi gọi lại nhá. Đấy, em gọi em anh Tuấn chú xếp lịch. Về lúc nào. bao giờ xuống trạm mấy bác sang này? À, tôi thấy lại thấy bảo là đang đội thu phí họ đang hạ cần rồi đấy và chưa đấy. À, đấy à, mấy hôm đi qua chả thấy đâu. À, thành thông nhà trống, mình được cái phòng làm việc quá ngon. Ai à, dạ. À thế vẫn đang ở trong trạm đấy hả? Hả? Vẫn đang ở trong trạm à? Mình mà được một mình một phòng làm việc này đúng không? Có ngon này. Cái này xếp chân mày lại muốn mình ngồi để mình ngồi đấy thôi. Cứ vậy đi chưa? Cứ ghi bây giờ họ cho xem ảnh thì cứ ghi tôi công nhận lỗi ở đấy, nhưng là lúc đấy yêu cầu cung cấp hình ảnh và
gọi là cho xem chứng chỉ hành nghề, gọi là chim của cái người đang bắn ấy nhá, chứng chỉ nghiệp vụ ấy. Vâng. Giờ ông chẳng hạn như ông lái xe là ông chỉ lái xe thôi, còn được chủ xe lại không được lái xe nhá. Vâng. À, cứ chẳng bắn nó Chủ tôi xe. chẳng bắn, nhưng mà cứ ông nào ở đây móc cò được nhá. Này, nhưng mà Mộc Châu đẹp lắm bác ạ. Lên đây đi chơi đi. Rồi lại nào, Lạnh đâu? để mấy Chuẩn nữa bị có tuyết lên mà. hả? Chuẩn bị có tuyết thôi mà. Thế đâu, mấy cây ở đâu bác? À thế à? Ủa, lại gặp mấy các bác ở dưới thế thì Vân cho em nhanh ơi. Quanh bạn thì chịu còn làm không? Chắc vẫn làm chứ có thể. Nhưng mà lúc đầu bác nóng quá, mày tao ghê quá. Được chưa? Mày tao em Bọn em sợ đó đấy. mẹ nó lại mang về lại mang đi à? Các bác mà mày tao mà mình run hết trên này. Thế trên này là có không nào lảng vảng ở đây để gạ gẫm phát nhỉ? Hải Dương với Hưng Yên nhiều lắm. Tắt 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 đi Tắt để em nghe máy. Alo, em đang xem livestream của anh em trên đội Bình Trang và thằng Vượng. những tưởng tượng Mộc Châu rồi, đang được Mộc Châu còn chim. Mộc Châu bác ơi, xe nó bẩn như con trâu bác ạ. Không, anh thấy phát trên Đình Trang với bạn thì có nghĩa là đấy là những người bạn Đình Trang, không phải đội của anh Đây là đối tượng đội. đã chạy quá tốc Đấy, các độ bạn và đã là cứ bảo anh cứ tung bình mặt tĩnh tung thôi nha. Và anh em cứ bình tĩnh thôi nha. tin. Làm sao mà đừng có mất kiểm soát là người ta cười cho. Anh đây đang xem. Không, nhưng mà mất tiền vẫn vui bác ạ. Anh không biết đang phát là chim anh đang phát cùng đấy, anh không biết, anh nhiều người biết anh biết. Có thể ok nha, này ta biến đi. Hai Dạ. Vâng. hai là bây giờ muốn họ làm việc thì chú phải tắt điện thoại đi họ mới làm việc, Nhưng hiểu không? mà em muốn tạo tiếng vui mà bảo tắt điện thoại đi thì buồn Thế thì cứ để vui chưa. Nếu mà lắm. nếu nếu tí tí nữa mà anh ấy này ở trong nhớ gọi cho anh để anh kịp đao clip về nhá, không là lại Vâng. khóa mất phí, nếu như mà chú lại sợ nhường chú xóa mất. Bác có làm điếu thuốc lào không, để lên xe lấy thuốc lào. Không, anh toàn bơm vào đây cho nó bảo vệ môi trường. Nước lọc bơm vào đây nó bảo vệ môi trường, ngày chỉ bơm có một lần hai lần thôi. Không. Đấy, có gì Mừng tí bác. gọi anh, về anh mà không không tắt cái xem của em này là ở đây họ cũng không dám làm việc. Vậy cũng cũng có khi phải thế đấy chứ không. Ừ, người ta một mình một phòng này, cho bảo cho tao cái phòng này trả cho đây, thấy cái phòng này rộng rãi đẹp đẽ, ghế này như thế này mà ngay nhà mình một cái bộ này thì ngon hẳn luôn này, được Một mình một không? phòng thế thì Có nhiều phòng này. Đấy. Mà mọi người ngoài ngoài kia rất lòng vòng. à, Đấy. thế à? Có để anh tắt đi, không ngồi lại không dám vào chết. Vâng, vâng chào bác nhá. Chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Vâng. Tí nữa gọi này có clip chứ. Vâng, tí em gọi. Vâng. Ngày lên đây thì em biết làm. Thôi để ngó tí nữa vì họ có ai để đã đến nó trốn mẹ. Đây chứ đằng sau không, còn anh có cái dấu đóng đâu chữ gì sau biên bản này này, sau biên bản nó có chữ đâu đây đây, hẹn hẹn em sẽ là hẹn ở đây chờ đâu. em đã. Không, em phải xem ngày như nào để lấy quyết định xử phạt chứ.
Bác ghi chú nội dung biên bản ở đây. Là không. Xử phạt ở đâu chứ? 8 giờ trong thời gian 7 giờ. Không không. Đấy. Anh hẹn đấy, nếu mà em muốn em đấy là đọc cái nội dung còn ngày anh hẹn thì trong thời gian 7 giờ. Nó phải có ở trong tất cả các biên bản. Thì sao nó phải ghi ở mặt đằng sau làm gì? 3, 14, 15, 16. Theo 7 ngày thì đến cái điểm trong 7 ngày nhưng mà lại ghi về đằng sau nên là anh em nhiều khi à, biết ghi vào đằng sau là tí nữa là đồng nghĩa với việc là ghi vào đằng sau thì họ sẽ trả luôn bằng chú và chú ký ở đây để đánh nhận lại bàn. Cũng ký đằng sau đúng không? Không ký đằng sau, ký đằng trước thôi. À ký đằng trước à? Em lại chưa lập biên bản giờ em chả biết. Thôi nhá, để có làm việc tí nhá. Vâng, ok anh. Làm việc đã, nhá. Một mình một phòng ở trong... Mà đằng sau có gì đâu, cái đấy của em thôi. Từ của em hẹn như em mày thôi. Xã Lóng Luông. Lóng Luông à? Chết rồi, lại vào khu ma túy gửi lắm. Không, cái chỗ ngay đầu đường, cái chỗ ngã ba. À thế à? Cái chỗ đường đi vào trường khoa đấy à? Trường khoa này. Đấy là địa điểm bọn anh chạm ngoài bọn anh ở đấy. Em ngày nào chả có mặt xử phạt ở đâu, có cái nội dung đấy quyết định xử phạt ở đâu nhỉ? Đây là biên bản em đến đấy, người ta sẽ hướng dẫn em và người ta sẽ cho em xem nội dung vi phạm, em đồng ý thì người ta ra quyết định. Còn đây là chỉ là biên bản vi phạm hành chính đối với em thôi. Bọn anh ghi nhận cái ý kiến của người vi phạm thôi nhỉ? Em ghi vào đây. Trên này. Trên đây, đấy. Yêu cầu hình ảnh rõ ràng, cụ thể. Em ghi đó, em đang xem hình ảnh ở đấy có đa ấy được đâu. Em đã chưa nhận hình ảnh không? Ý kiến là không chấp nhận hình ảnh. Thế mà mình hôm bữa mình bảo ghi ý kiến họ đích cho ghi, thế mới đen. Ở Mộc Châu bác ơi. Đã xong. Nhà có đằng sau ấy. Địa điểm, địa chỉ đấy. À đang yêu cầu là hình ảnh rõ ràng, rõ nét cụ ạ. Em sẽ in cho em hình ảnh nó nằm. Rồi, ra đây. Thế à, ngồi uống thuốc lão đãng. À thế là hôm nữa lại phải lên à? Thôi chào các bác nhá. Thôi chào các cụ nhá. Đi đây.